Thưa quý vị, từ lâu sở hữu một làn da trắng trẻo mịn màng đã là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Có nhiều phương pháp làm trắng da được nhiều chị em chia sẻ và áp dụng. Tuy nhiên, đa số các phương pháp làm trắng da hiện nay mang đến nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phái đẹp. Vậy nên chọn mỹ phẩm tắm trắng như thế nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả? Để cùng tìm hiểu về chủ đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ngày nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại kem trộn, kem tẩy không rõ nguồn gốc, chứa các thành phần nguy hiểm như thủy ngân, hydroquinone, corticoid hay axit salicylic, axit glycolic và retinol để loại bỏ lớp da trên cùng gây viêm da, sưng đỏ, làm mất lớp màng bảo vệ của da và dễ bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, gây nám, tàn nhang và thậm chí là ung thư da. Nhìn thấy những phương pháp làm đẹp thiếu an toàn, thương hiệu Habuhachi ra đời với tâm huyết cung cấp cho phái đẹp một phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Với thành phần thiên nhiên lành tính, không gây hại cho sức khỏe, bao gồm tẩy tế bào chết spa, ủ tắm trắng body và kem body phân tử nước, đảm bảo đầy đủ tem nhãn và công bố y tế kiểm duyệt kỹ càng. Sau khi tắm trắng xong, cảm nhận rất rõ ràng sự êm dịu, nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, tự nhiên hồng hào, khỏe mạnh, không bắn nắng. Hiện nay tôi đang sử dụng kem body phân tử nước, tẩy tế bào chết spa và ủ trắng của mỹ phẩm Habuhachi cho các liệu trình chăm sóc da khác nhau. Tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng và mỹ phẩm này cũng giúp chúng tôi tăng sức cạnh tranh trên thị trường làm đẹp của Việt Nam. Tẩy tế bào chết Habuhachi là sản phẩm có chiết xuất kiwi, dầu mâm lúa mạch, dầu cám khảo, chứa nhiều chất chống oxy hóa và omega 3, vitamin E, gamma oregano giúp ức chế tiết bã nhờn, tăng sinh nguyên bào sợi và cân bằng pH trên da, làm giảm tình trạng mụn, ngăn ngừa viêm da, sẹo và rạn da, chống lão hóa, tăng quá trình hình thành tế bào mới, duy trì độ đàn hồi, tăng lưu thông máu. Ủ tắm trắng body Habuhachi chứa glutathione và vitamin C có nguồn gốc từ các loại hoa quả và các loại hạt, làm mờ vết thâm và cung cấp AHA giúp loại bỏ tế bào chết và làm đều màu da. Kem body phân tử nước với thành phần chiết xuất từ ngọc trai, dầu squalene, collagen thủy phân, alpha arbutin hỗ trợ tối đa trong việc làm chậm quá trình lão hóa da và bảo vệ da khỏi tác động của tia từ ngoài từ ánh nắng mặt trời. Trong bộ sản phẩm tắm trắng cao cấp này, Habuhachi chú trọng đưa vào các thành phần nổi trội như tetrapeptide 7 giúp kích thích tái tạo collagen ở tầng hạ bì chống lão hóa. Thành phần collagen thủy phân xây dựng các mô liên kết làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Thành phần glutathione tăng cường hình thành pheomelanin, loại bỏ các gốc tự do, giúp da sáng hồng. Đây là những thành phần quý có tác động mạnh mẽ đến việc cải thiện màu da, đặc biệt sản phẩm không sử dụng chất tẩy. Khi sử dụng không bị vàng lông, da bật tông trắng hồng và mềm mịn. Đầu tiên phải kể đến lý do ra đời của bộ sản phẩm tắm trắng Habuhachi. Được biết, tất cả các chị em thì đều mong muốn mình có một làn da trắng sáng, nhưng mọi người thì đang rất ngần ngại với những cái sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc mà nếu sử dụng lâu dài trên da thì sẽ để lại các cái tác hại xấu. Và Habuhachi mong muốn mình có thể mang đến một cái giải pháp chăm sóc da an toàn. Bộ tắm trắng Habuhachi được chiết xuất từ các cái thành phần lành tính, ưu việt sẽ giúp các chị em lấy lại làn da trắng nõn, mịn màng, tự nhiên, vốn có của mình. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP, được phân phối trực tiếp đến người dùng từ chính nhà sáng lập, được kiểm soát chặt chẽ và không qua trung gian, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng sản phẩm. Sản phẩm của Habuhachi rất là lành tính, những cái thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, mùi hương rất là êm dịu. Và khi mà tôi sử dụng trên cơ thể của mình thì tôi cảm thấy không bị đau rát, sưng tấy. Và quá trình làm trắng của Habuhachi rất là từ từ diễn ra và kết quả mà tôi nhận được cảm thấy rất là rõ rệt. Sau một khoảng thời gian sử dụng, tôi cảm thấy làn da của mình săn chắc hơn, mịn màng hơn và tôi thấy là nó khỏe hơn và trẻ hơn rất là nhiều và tôi cảm thấy rất là hài lòng. Với Habuhachi, sắc đẹp không chỉ là vẻ ngoài mà còn là sự tự tin và khỏe mạnh từ bên trong. Thương hiệu đã và đang tiếp tục xây dựng lòng tin của khách hàng bằng cách mang đến những sản phẩm chất lượng cao, những giải pháp làm đẹp tiên tiến, đáng tin cậy và đáp ứng nhu cầu đa dạng của phái đẹp.